Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Dino. À, em làm về makeup, đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em chia nãy giảm mặt chuyên nghiệp quá. Rồi, còn em? Em chào anh Tuân, chào Dino. Em là Kenny, em 25 tuổi, em đang làm makeup nha. Em đang sinh sống ở Sài Gòn. Makeup luôn hả? Ồ, dạ. Vậy hả? Chị hỏi thầm bữa nay, không biết chị có làm gì lỗi trên mặt không? Bọn em quen nhau được bao lâu rồi? Dạ, bọn em quen nhau từ năm 2019. Là bây giờ là 3 năm hay 2 3 năm? Thằng hôm nay là ngày gì thì ngày năm thứ 3. Rồi làm sao mà hai cái cọ trang điểm tìm thấy nhau vậy? Tụi em kết nhau qua Facebook. Ai chủ động tán tỉnh ai trước? Em. Câu chuyện nó tình cờ lắm, là em từ Sài Gòn về quê mở tiệm. Và thời gian đó thì không có việc làm nhiều á. Cho nên là em cứ lướt Facebook thì em thấy bạn này. Quê em ở đâu lận cơ? Quê em cùng quê với chị ở Duyên Giang. Ồ vậy hả? Đồ Đồng Hương hả? Dạ. Thì em lướt Facebook em thấy bạn này, cái bạn tuyển nhân viên. Em vô em chọc bạn xong rồi cưa qua cưa lại đổ. Chỗ người ta tuyển nhân viên làm ăn mà vô chơi treo mắc dính luôn. Em dễ dãi quá rồi. Cái lý do mà ở bạn làm sao mà em cảm thấy hấp dẫn và em quyết định làm quen? Dạ, giờ thì em cũng chỉ lướt, em bấm làm quen cho vui thôi. Cho vui thôi. Đến cả cái khi mà lần đầu tiên gặp bạn này thì em vẫn đang còn lựa chọn hai người. À, có một cái danh sách rất dài đúng không? Hai người thôi. Ờ, thì đối với em là dài rồi đó. Từ cái ngày mà mình nói chuyện lần đầu tiên cho đến cái ngày gặp gỡ đầu tiên là bao nhiêu lâu em? Dạ gần lắm, một tuần. Một tuần là em lên? Dạ đúng rồi ạ. Lên luôn. Dạ lên, tại vì em đi thăm thầy của em. À, lên là do công việc mình đi lên, tiện thể là gặp bạn luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời á, thì nó như thế nào? Thường ta nói là trên mạng với ngoài đời nó khác nha, xa nhau lắm đó, có em có thấy khác không? Khác thì khác thì. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Nói thiệt là sao? Giống như là em gặp Kenny đúng cái kiểu style là không phải của em mà em hơi bị thù luôn á. Lần đầu tiên gặp em cứ nghĩ ở trên mạng hiệp bản chỉ chụp hình ngay cái mặt thôi, chứ ít khi nào mà kể cả nói chuyện FaceTime cũng không có nói chuyện. Sau rồi em gọi điện thoại thì bảo là ừ về gặp uống cà phê, thì bước ra thì đúng cái style em ghét cực kỳ luôn. Tức là nó không được đi theo thời đại chút xíu, bạn mới bị chậm thời gian quá. Rồi bọn em mới đi uống cà phê, thì uống cà phê xong thì em về. Về thì hôm sau lại gặp một lần nữa thì là do em quỷ ma. Em bảo vợ là ngày mai thôi anh về rồi, tối nay cho anh ngủ, hãy mình tâm sự. Ủa nhưng mà vấn đề là ấn tượng đầu tiên em cảm thấy cũng không ok, ngoại hình không ok. Dạ. Nhưng mà tại sao em vẫn quyết định chọn bạn Kenny mà lại không phải là bạn kia? Đó giờ đối với em thì phải đi lâu em mới chọn. Từ bạn này gặp đúng một ngày một là em cảm nhận là ừ bạn này mình đi được lâu, mà chứ đó lúc đó là trực giác giống như là một cái gì đó mách bảo mình thôi. Em đi lên nó cũng có một lý do riêng nữa. Em đi thăm thầy em thì vô tình cái bạn gì cũng mời em sinh nhật ngày đó. Khi mà đi trên đoạn đường em vẫn còn nói chuyện, nhưng cái cách bạn đó tiếp nhận em và cái cách mà bạn mời em đến cái sinh nhật của bạn nó không phải là tới cách người yêu. Anh đến thì anh cứ bình thường như vậy mọi người này nọ. Rồi em mới nói là lỡ đừng giới thiệu anh là người yêu, tại ở dưới quê lên đó thì thường thường anh ngại lắm. Cái bạn nói là em đâu giới thiệu người yêu đâu, anh yên tâm đi, nhưng mà cứ bình thường đi. Những cái câu nói của bạn không làm như mình sắc sắc vào đó. Và những trường hợp mình đã gặp rồi, sau đêm gặp bạn này thì mình nghĩ là bạn này chân thành hơn bạn kia. Gặp bạn thì có nói chuyện vài câu, xong rồi em thử bảo là thử được gặp một lần nữa thử như xem thế nào. Thử quá trời thử đó. Thử tới nơi luôn. Thử, dạ, thử mình cứ test thử đi, dính là dính tới bây giờ luôn. Và dính vào mang là dương tính tới giờ luôn. Dương tính tới giờ luôn. Sau cái đêm gần gũi nhau đó thì bọn em tiếp tục liên lạc với nhau như thế nào mà dẫn đến bây giờ vẫn ngồi ở đây? Em có thể nói cho em có lỗi với gia đình em luôn, em bỏ nhà đi luôn. Có nghĩa sao đi có bị ghiền đúng không? Dạ, tức là đêm hôm đó là gặp bạn này có nó ngắn gọn, là gặp bạn này xong một phát là sáng hôm sau là chưa đến sáng nữa mới bảo bạn này là thôi dắt đi về dưới sắp xếp gia đình. Thì là lúc đó studio là vẫn đang còn mở bình thường, tiệm áo cưới của em làm cũng được. Về một phát là điện mẹ ơi con về tới nhà mẹ, xong cái em soạn đồ vào vali liền. Cái mẹ hỏi đi đâu cái này? Đi Sài Gòn, đi Sài Gòn làm, đừng hỏi ở nhà dẹp cái tiệm nhìn tôi nhỉ. Đi đi ạ. Quấn vậy luôn đó hả? Dạ, xong rồi mẹ mới hỏi vậy đi, có tiền chưa, cho tiền đi nè, đi. Đó là mẹ em tự ở nhà, mẹ em tự gọi bằng hiệu, tự thuê người sắp xếp đưa tiệm về hết luôn. Là em ở đây tới là em quyết định mọi thứ là nhờ trực giác. Dạ đúng rồi. Ồ, cái nết nhẹ nhàng quá. Chơi tới ghê. Cho anh hỏi bạn là sau này mình có biết mình là một trong những lựa chọn của Ngọc không? Lúc mà trao đổi tin nhắn với nhau á, em nghĩ là muốn chơi thôi. Đối với em thì cũng nhiều người rồi, chị em cũng nói chung là cả mối quan hệ đó nó như là đối với em là
lừa dối vậy đó. À, là, có nghĩa là mất niềm tin nhiều quá. Bạn bị mất niềm tin vào tình cảm trong giới nhiều quá, cho nên là bạn nghĩ là thôi cứ quen chơi thôi, tới đâu hay tới đó, đúng không? Nhưng mà không ngờ. Tại sao mình mất niềm tin vào tình cảm rồi, nhưng mà ở Ngọc có cái điều gì mà làm cho mình cảm thấy là mình muốn đặt lại cái niềm tin đó? Em cảm nhận được thì qua cách nói chuyện này kia kiểu á. Ta bèo quá ha. Bạn thấy giọng nữ. Xong rồi thì em cảm nhận được là mình sẽ gắn bó với bạn lâu dài hơn. Thật ra thì chị nghĩ là những người mà thường là bị tổn thương họ cũng sẽ cảm giác như có một cái gì nó đồng điệu nhau lắm. Cái buổi hẹn gọi là đầu tiên chính thức thành người yêu á là đi đâu mình nhớ không? Hình như là cái buổi đó nó đơn sơ lắm nè. Bọn em ở Tân Phú, bọn em chạy ra một cái quán thiệt là nhỏ, là bạn này bạn thích cái chỗ đó, ngoài vỉa hè, xong rồi kêu một vài món ốc gì đó, thầy lấy hai lon bia ngồi. Đó là buổi gặp đầu tiên của tụi em. Rồi ai là người nói là ừ là người yêu nhau nhé? Có ai nói không? Chưa nói. Chưa nói luôn. Tới hồi mà em dọn lên Sài Gòn rồi vẫn chưa nói luôn hả? Cái ngày lúc mà em lên xe em về á là buổi tối vào lúc 9:30 á, thì bạn này chỉ có nhắn tin với em một câu là chồng về rồi chồng lên với em nhé. Chồng về rồi chồng lên với em nhé. Hiểu câu đó thôi. Tại vì mình thấy chỗ Ngọc á là cái cách bạn nói chuyện với mẹ, chắc ở nhà chắc mẹ cũng biết mình trong cộng đồng lâu rồi. Dạ, nghĩa là mẹ. Chị muốn hỏi về câu chuyện comment của hai bạn á, thì các bạn có thể chia sẻ mọi người chút xíu không? Nếu mà nói biết thì chắc mẹ em biết, tại vì cái khái niệm của em là mình làm gì mẹ cũng biết, nhưng mà để mà công nhận thì chắc là chưa. Và đến thời điểm sau này khi mà em đã kiểu như là hư hỏng quá nhiều thì mẹ em mới biết. Hư hỏng nằm ở phạm vi nào nè? Em không có làm những cái điều mà nó phi pháp quá, giống như là kiểu là em bỏ nhà đi hoặc là em làm mẹ em thất vọng thôi. Hồi đó là em đã thích múa thích hát rồi, và cho suốt những cái năm đi học của em, đi thi hát sinh viên rồi đó là em nhức những liên tục, thì em mới nói mẹ là xin đi học hát thì mẹ không cho. Xong rồi có một lần em vô tình nghe mẹ em tức lên chửi em nè: mày không ăn học cho thành tài thành người rồi đúng mày là bóng gió hay gì, mày không ăn học cho thành tài thành người rồi đúng mày là bóng gió hay gì. Em lúc này em chưa có nhiều cái suy nghĩ về thế giới này như vậy. Hồi xưa em còn ghét như đồng tính nữa, cái anh kế nhà đi nghe em không nghĩ gì trời. Nhưng mà khi sau này cái em đi lên thơ, cái em được mấy anh chị ấy trong giới này của em một thời gian, có nghĩa là nghiệp vụ. Có bao giờ dẫn người về nhà chưa? Dạ có chứ. Ngày trước thì thường là dắt mấy người bạn trai về thì em cũng ít lắm. Cái người đó giống mẹ muốn đi xa thì em giới thiệu với mẹ em là bạn. Nhưng mà mẹ em biết, mẹ em đã chấp nhận thực trạng là em có người yêu. Tại vì ngày xưa khi em quen cái người đó thương em là nuôi em đi học từ 10 lên tới 12. Tại vì năm lớp 10 là em thi chương trình Mr. Tiểu Đành, là em là giải nhất quán quân. Xong rồi cái người đó quen em, lo lắng cho em đi học và đưa em lên tới đại học. Và cái anh đó cũng là người giáo viên dạy nghề, dạy em hát, dạy em năng khiếu, thì là ảnh về nhà em và mẹ em cũng gọi bằng con trai luôn. Đến sau này luôn là có một lần là em, nói chung là lần đó cách đây rất là gần 2-3 năm vậy đó, là em thất bại hoàn toàn theo con đường của em đi. Em với mẹ em mới nói chuyện thì cãi nhau sùm hết lên. Em giải thích cho mẹ em nghe gì vậy đó, thì mẹ em mới nói á, con người của mày á giống ba mày, sống trong thằng rồi không chịu lấy vợ đi, ba mày còn có vợ có mày, còn mày sao không có vợ rồi ai nuôi, rồi mày chết ai bưng đi hương, rồi mày chết ai bưng đi hương. Thì em mới nói là con là người động tính và con không muốn làm lỗi, con biết lỗi chứ không, con không muốn làm lỗi. Tại vì nếu mẹ lấy một người phụ nữ, thứ nhất mẹ đã sai với bản thân mình, thứ hai mẹ đã hại cái người phụ nữ đó từ một người con gái, họ có thể đáng lẽ là tìm hạnh phúc lớn hơn, họ được nhiều hạnh phúc hơn, rồi sau đó tụi con lấy nhau về có lỡ sinh con đi nữa thì ai là người gánh chịu, con chịu. Thì là em come out mà nói rất là lớn luôn. Nhưng mà sau đấy thì mọi chuyện vẫn hơi căng thẳng đúng không em? Chứ nó chưa thể nào bình thường lại được ngay. Dạ đúng rồi, căng thẳng lắm. Thì mất bao lâu thì mọi thứ mới trở lại bình thường? Đến từ khi kênh này xuất hiện, em nghĩ là kênh này đã làm cho mẹ em thay đổi hoàn toàn. Bạn này dắt về là mẹ, bà kêu bằng con dâu luôn. Thật ra chị nghĩ như vậy nè, tất cả mọi bậc phụ huynh luôn cũng chỉ mong con mình hạnh phúc thôi. Nếu mà thật sự cái sự lựa chọn của em mà em thật sự hạnh phúc, và bây giờ em cũng đã đi được 3 năm em chứng minh được điều đó cho gia đình em rồi, và em mình sống tốt hơn, thành đạt hơn, hạnh phúc hơn, chắc chắn là những bậc phụ huynh không có bao giờ phản đối em đâu. Còn chỗ em, Kenny. Chỗ em thì làm cũng một trong một cái dịp đám cưới em gái em á. Là xong rồi em có đâu nói với gia đình là quen bên này đâu. Em cũng nói trước là bên này về. Về em về tới nhà xong rồi em nói là có bạn không về nữa. Tới nhà em rồi lũi vô mùng chốn, xong rồi em đi chợ về cái đầu nói: ủa, con đâu rồi, sống ra gặp mẹ. Cái lúc đó em mới vỡ nữa. Là trong cái lúc mà em sống em mới sống ở Sài Gòn, em không cho mẹ em biết là cái giới tính của mình như thế nào. Thì nhưng cái dịp đó là mẹ em biết hết. Là nhờ có Ngọc mà em come out với gia đình. Dạ. Nói chung là em nghĩ mẹ em đã biết lâu rồi nhưng mẹ em không nói.
em đánh giận lên, một là ăn cả, hai ngã gì không. Kể chi tiết cái trận nó như thế nào, tức là tò mò. Kenny rất là sợ gia đình Kenny nó là khó cực kỳ. Các dì các cô đều là có quyền nha, mà ba mẹ Kenny hiền lắm. Kenny chưa bao giờ kể hết. Bà này không cho em biết, không cho em nói chuyện với gia đình mà. Cái mỗi lần Kenny nói chuyện với mẹ cái em thú cái đầu nha. Nói chào mẹ. Thì mẹ nghĩ là bạn ở chung thôi. Dì của bạn điện cho mà nói con chào gì. Mà cứ ai điện là em đập em chui cái đầu em vào. Kể cả việc về đám cưới cũng không cho em về nữa. Đến cách đó 2 ngày là em bảo bạn này là làm thợ trang điểm ở Sài Gòn, về nguyên gia đình nhà họ, có một mình bà là sao nổi. Cái bạn này mới nói rồi không về, em về với bạn người yêu cũ của em nữa. Trời. Cái gì mối quan hệ phức tạp như bùng binh vậy bà nói. Vô em về nhà không phải là em lưỡi cho em chố mẹ, mà là giống như là em về em lạnh quá. Tại vì nhà bạn ở An Giang, ở Phú Tân, đi qua một con đò mà đi con đường dài lắm, lạnh em rung. Sau đó là em xuất hiện một cái nguyên một ngày đó là em đánh một trận là em biết là rồi, thắng lớn này chắc ăn luôn rồi, là rồi là nó suôn sẻ đến bây giờ. Mà gia đình bạn bên mà đánh kỹ thuật đánh là sao em giao tiếp được, với lại em dễ lấy lòng. Đánh trước là ba mẹ của bạn, em gái bạn thì chỉ lướt một cái là mấy đánh thích em liền. Người lớn họ sẽ cũng thích những người thứ nhất là lễ phép, thứ hai là chịu làm chịu này nọ. Khi mà em đến với bạn này không phải lúc đó mày bạn vẫn thích không, mà tại vì em đến với bạn là cuộc sống bạn nó thay đổi hoàn toàn, đi theo một cái hướng khác, cho nên là ba mẹ bạn rất là thương em. Trước đó em gặp mẹ bạn á, em xin Zalo không cho, em xin số điện thoại không được, thì em vô tình em qua hack cái mật khẩu á, cái em vô em mở lên em nhận thiệt rồi đúng cái đích này rồi, cái bắt đầu em gửi danh thiếp cho em. Khổ một cái là ba mẹ đến thời điểm này không biết chữ, cho nên là không biết kết bạn với em. Thì em mới xúi em của bà em gái bạn này là vô cái Zalo đó, đồng ý kết bạn đi đó, rồi em mới lén em điện về em nói chuyện. Khi mà em nói chuyện và giao tiếp, em luôn luôn đánh vào tâm lý là em với cái này là người yêu, và em luôn luôn sử dụng hành động để cho thấy được là tụi em là người yêu. Nhưng mà vấn đề là khi mà em kể gia đình của bạn rất là khó ha, ngoài bố mẹ ra còn có cả cô chú bác các thứ, thì phản ứng mọi người như thế nào? Lúc đầu thì là hơi ai cũng nghĩ là bạn thôi, cũng nhờ mạng xã hội các bạn hết dòng họ luôn. Có nghĩa là cái chiêu của đó là gì, ở trên này nó đã gọi về trước nói chuyện rồi, tập quen hết cả bà con rồi, thì em về là người ta đã mặc định là em là bồ của Kenny rồi, đúng không? Dạ, với lại đặc biệt là khi mà con bé nó em của Kenny á lại xuất giá, thì tức là sẽ cho của Kenny xong là chỉ anh hai, có hai anh em à là hết rồi, thì lại có thêm một anh hai nữa xuất hiện. Sau rồi ai cũng bỡ ngỡ, ủa ở đây là ai? Thì em rất là vui và hạnh phúc khi mà kể cả ba và mẹ Kenny cũng là anh hai luôn. Thì sau cái đám cưới của em gái của em thì mọi thứ nó dễ dàng hơn đối với em đúng không? Thì tới thời điểm bây giờ thì cái cách xưng hô của ba mẹ em với Ngọc thì như có thay đổi không? Dạ, cũng vậy. Cũng vậy thôi đúng không? Nhưng mà cái cách đối xử thì như thế nào? Cũng vậy luôn. Cũng vậy luôn phải không? Vẫn ok đúng không? Thương Ngọc. Thương Ngọc lắm đúng không? Đó, chị biết mà. Chửi em hoài. Em với cái này cãi lộn là mẹ em kiểu mày lại đè mày đặt cái đầu cái này. Mẹ con của mẹ thì mẹ không bỏ được, nhưng mà mẹ biết con biết sự đúng hay sai, mà con có chuyện gì là mẹ đập nó trước. Cho nên chắc có lẽ là chúng ta sẽ đến một phần mà mọi người cũng sẽ rất là mong chờ, là câu hỏi hiểu ý. Rồi ở mỗi người qua sang một góc, Candy góc kia, em qua bên này. Bây giờ là câu hỏi hiểu ý. À, để xem là các bạn hiểu nhau tới mức độ nào. Mình ở tới nhau tới 3 năm rồi gì. Dạ. Rồi bây giờ mời anh Tuân đặt câu hỏi đầu tiên nha. Câu này là chắc là phải biết nha. Mình chỉ có 5 giây thôi để... Ngày đầu tiên gặp nhau là ngày nào? 5 4 3 2 dễ quá. 1. Rồi, xanh kết quả nào? Trời ơi, thật sự đấy mới là hiểu ý nè. Tiếp câu hỏi thứ hai nha. Tật xấu của Ngọc mà Kenny hay cằn nhằn nhất. 5 4 3 2 1 Nóng tính. Ham ăn. Chị nghĩ nóng tính đúng rồi. Ham ăn nhiều khi nó thấy nó cũng ok. Nó cũng bình thường hả? Dạ, tại hồi xưa Kenny á không có chịu cho em ăn. Tại vì lúc em mới quen Kenny á là em mập vừa. Sau quen Kenny sao em mập quá. Và khi nhiễm dịch tới bây giờ thì em tụt một phát là 17kg. Cái việc nóng tính của Ngọc nó ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý và đến cuộc sống của cả hai người? Biết cái chuyện gì đó không? Cái sẵn sàng sẵn lên. Nhiều khi em cũng thấy phiền khi nọ kiểu gì đó. Nếu mà biết là nóng tính gì thì cái tính em nó cũng rất là nóng. Nhưng mà thôi, một người nóng thì một người im lặng. Im lặng để cho nó qua mọi chuyện. Sau đó mọi chuyện nó cứ dậy qua đi đó thì mình sẽ nói sao. Rồi ok, bây giờ câu hỏi thứ ba nha. Cũng là câu hỏi cuối hồi nãy giờ là mình đều rồi đó. Câu này khó ha. Rồi anh mời anh Tuân. Ngày cưới em gái của Kenny, Ngọc chuẩn bị hoa gì? 5 Tại vì em chuyên nghiệp về đám cưới mà. 3 Chắc anh sẽ nhớ. 2
1. Rồi, kết quả. Nó có nhiều lắm. Có, đúng rồi, có nhiều lắm. Tại vì anh nói dễ cũng không phải đâu. Tại vì người ta làm cưới chuyên nghiệp, người ta có nhiều loại hoa lắm. Chủ đạo hồng, bi, đồng tiền. Tại vì em thấy là ở phía nhà cái này là đạo hòa hảo Phật giáo á, với lại vùng quê mình thì họ sẽ thích những cái tông mà nhu mì thôi, và nó không có quá đơn sắc. Thì nên là em đánh ba màu lận, chứ thường thường em làm có một hai màu. Nhu mì. Ủa, ta thắng mình thắng cái gì? Đâu, phải đúng cả ba cái. À, đúng cả ba cái hả? Ok rồi, phạt. Hôn nhau đi. Chị chỉ em hôn đó. Ủa, cái này kinh nghiệm mấy đứa đại mình á, có khi còn hơn chị nữa đó. Dạ không, em thấy như đợt trước thì cũng có con chị hôn. Rồi nào nào, mời lộ ra thị phạm. Thì em hôn. Em hôn trên này thì hơi có dao động, em hôn chán. Ok, ok, sao cũng được. Trời, dễ thương quá à. Rồi bây giờ mình sẽ tới một cái phần mà chắc có lẽ là nhiều khán giả xem chương trình cũng sẽ rất là mong chờ. Đó là tật xấu của đối phương. Thì nãy giờ chị nghe sơ sơ đó là chị biết tật xấu bên đây rồi. Cho nên bây giờ em kể tiếp luôn đi, Candy. Dạ, tật xấu đó là bao đồng. Bao đồng hay là chuyện thiên hạ đúng không? Ví dụ là trong cái tình trạng đúng không, mình đang gặp khó khăn cũng vẫn giúp, cũng vẫn xây sở xây chuyện giúp người khác. Đến khi một người khác họ sẽ vượt qua cái khó khăn đó rồi, lại tới mình khó khăn. Trong khi đó mình khó khăn người ta quảnh mặt. À rồi, chị hiểu. Bao đồng rồi còn gì nữa không cưng? Nói chung không, bao đồng vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Mình nóng tính thế chứ. Không nhận nhỏ nào quán gì hết. Không phải là lúc đó thì cũng do giận thôi, chứ em cũng tính em thì cũng như em một phần phải không? Dạ. Rồi ok, có nghĩa là nóng tính đó theo em không phải là tật xấu mà xuất phát từ em một phần nữa. Ờ vậy đi cho nó dễ chịu. Rồi ok, bây giờ tới em kể xấu cái này. Cái tính cái này thì nó cũng nhẹ nhàng, nhưng mà có chuyện gì xảy ra là không bao giờ vậy. Tính xấu nha em. Tính xấu nha. Lưu ý là mình đang kể tật xấu. Khi mà cái này làm một việc đó sai mà anh chị mà bắt được bằng chứng rồi, cãi tới bến là không có. Rất là hay cãi nhau, nhưng mà đặc biệt là cái này cãi nhau là im lặng, với lại vậy đi ngủ. Em rất là tức, em buồn, em khóc, mà cái này nó cái bên nó ngủ bình thường chẳng có gì xảy ra. Có lần đó là sôi nổi nhất trong tất cả các lần luôn. Cái tính cái này mà không ấy là không hiền, là em đã bỏ đi rất là xa một án mạng. Cái tính em rất rất là nóng, con người em không thích kiên trì, và em cực kỳ ghét nếu mà lừa dối một lần nghĩ. Mà việc này không phải là lừa dối em theo người khác, là theo một cái vấn đề khác. Thì lúc đó em đang nhiễm Covid, em mất đề kháng và em nằm một chỗ, nhưng mà thực chất là em tức tới nỗi mà đứng lên chụp. Nhưng mà chuyện gì mà để làm em tức tới với mức độ như vậy? Cái tính của em thì nó rất bảo thủ, nó là hơi cổ lộ sĩ xíu. Nhưng mà cái này thì em nghĩ sẽ có một lý do riêng, là cái này làm cái gì cái này không có hỏi, mà em nói là phải hỏi. Và cái người bạn của cái này từ nước ngoài trở về là người yêu cũ, thì bạn đó mới gọi là bảo là dịch thì thôi em gửi một ít cho hai bác để sinh sống này nọ. Thì cái này không báo lại với em, và em phát hiện được, gửi cho ba mẹ. Thì em mới điên lên, em mới cãi với nhau. Cái tính của cái này là cái này cãi tới luôn. Tôi là không có nha, nhưng mà thật sự có, ta đã có bằng chứng rồi, là cầm trong tay rồi. Mà cứ là tôi không có, ông đừng có gì, tôi thương ông, tôi không có vậy. Đó, là hùng hổ lên. Xong sau đó em điện cho mẹ cái này. Mẹ cái này nói thôi con ơi, không có đâu con ơi. Có, nhưng mà kiểu như là nó gửi về thì mẹ mới biết thôi, chứ mẹ không phải là mẹ sắp xếp với nó như vậy này nọ. Là em nóng quá trời, em nóng, em nói tại sao bà bướng mà cãi tới. Em tức quá, tức em chế lại, xong rồi em cũng phải suy nghĩ lại, và em tập cái tính em bây giờ này. Cũng nhờ cái này cũng thay đổi rồi. Nết mà cô như vậy mà kêu không xìu xuống là làm tới rồi. Sợ thiệt luôn. Nhưng mà em có trả lời hay lý giải gì không Candy? Tính em thì chồng không ít nói, không đi làm thì khác nha. Còn ở nhà đó em ít nói, em ít có quan tâm lắm. Nhưng mà đối với người yêu thì em cũng quan tâm, nhưng mà em quan tâm ngầm, chứ không có lộ. Em không có thổ lộ ra ngoài. Còn những cái việc mà em làm sai thì em chấp nhận. Thí dụ mà cãi nhau qua lại mấy câu thôi, xong rồi đầu em nghĩ lại, em nhắn tin em xin lỗi. Còn cái việc nào mà em đúng thì em cãi. Cãi nhưng mà cũng có cái phần sai, mình có phần sai trong đó thì xin lỗi sao. À, có nghĩa là trong cái lúc cãi nhau thì cãi cho sướng đó. Cãi cho lợi ghen. Và chỉ có một người duy nhất cầm quyền trường mà đấu được là mẹ. Cái này rất là sợ mẹ, mà mẹ rất là hiền, mà em phe của mẹ. Dạ đúng rồi. Tại vì khi em quen cái này là em sẽ xác định rằng là giữa hai người là nếu mà để về cái độ mà quen nhau lâu á mà không có bia đỡ đạn, là không có tấm chắn trên lưng em á, là không bao giờ được. Thử người chống em lên. Cái gì là cứ biết mẹ là sẽ không giải thích. Và cái này hay làm những cái việc gì đó
bất cứ một việc trong cuộc sống thì không có gì thông báo gì nữa. Tự quyết định mọi thứ. Dạ đúng rồi. Mặc dù xin lỗi em thật, nhưng em luôn luôn hỏi một điều là sao không biết kết quả, nên xin lỗi hỏi chị hỏi hoài. Chung là rồi, bây giờ chị mình rất là mong muốn cái phần mà mong muốn thay đổi ở đối phương đó, thì Kenny nói nhiều hơn chút xíu. Em có nói với chương trình là nếu mà mời Kenny lên chắc Kenny im lặng hết cả một chương trình. Nói, em mong muốn Ngọc thay đổi đi. Em mong muốn Ngọc là bớt nóng tính lại bớt bao đồng lại. À, chỉ hai không cái... phải là em không cho bao đồng, em không phải là không cho giúp người khác, giúp vừa thôi. Đừng có giúp hết mình mà giúp cái kiểu mà như là muốn bán thân mình đi để giúp người khác. Kết bạn với chị liền. Có hai vấn đề mà Kim Niệm vẫn còn trách em á, là thứ em chơi với bạn, em chơi những cái bạn và đặc biệt có một người bạn em chơi, và đến thời điểm mà em gặp người thứ hai vẫn bị như vậy. Người ta khó khăn đó nha, mà khi em chơi với em ngồi chỉ cần nói một câu thôi là đừng có bỏ mình, là dù người đó có cỡ nào em muốn, kể cả khi mà em muốn bán mạng cho người ta luôn, và khi họ vượt qua được cái khó khăn đó rồi thì quay trở lại họ bạc em qua bên hẳn. Và thật sự là chơi với bạn bất cứ ai em cũng đều nói một câu, mình á không cần tiền bạc, không cần vật chất, vì nó sẽ có thể làm được. Và mình cho bạn một cái bạn tốt, mình chỉ muốn là bạn cười hạnh phúc là được. Tại vì em cần duy nhất một thứ ở trong cuộc đời của em xấu đến cả sau này, đó là tình thương. Lo cho người ta xong rồi quay lại người yêu mình, ba mẹ mình ở nhà, ba mẹ của người yêu mình, cái mình bất chợt cái mình ủa sao đầy thiếu thốn luôn, sao mà không đưa mọi người bên cạnh mình. Đối với chị, quan điểm về cái việc mà giúp đỡ người khác đó, đầu tiên là mình phải giúp đỡ được gia đình mình, bà con của mình thật sự là họ thoải mái, cuộc sống mình thật sự thoải mái thì hãy giúp người khác. Còn nếu mà mình ở chừng mực mà mình cũng vẫn còn khó khăn, mình nhìn lại gia đình mình còn khó khăn mà đi giúp người khác, chị thấy cái việc đó đúng là cái từ là bao đồng đúng luôn á. Cái phần mong muốn thay đổi đối phương của em, mong muốn cái này thay đổi điều gì? Có lẽ là cái này sẽ biết lắng nghe và nhớ nhiều hơn. Tại vì cái tính cái này em nói cái gì cái này cũng quên chứ. Là em bị quên hay sao cái này? Dạ, em bị quên. Nên là một điều là cái này cần phải thay đổi nhiều. Tại vì là cái tính em là khuôn khổ lắm. Mà cái khuôn khổ của em nó đặt trong một cái nguyện vọng là như thế rồi, là em có bị gia trưởng không? Em bị gia trưởng, nhưng mà gia trưởng của em á là lắng nghe nha. Và sau tất cả câu chuyện em đúc kết lại, em vẫn ngồi đó và em nói đây là một lần đầu tiên đúc kết lại, đó là phải thay đổi như vậy có tốt cho ai, tốt cho cái này hay là tốt cho em thôi. Chị nghĩ là mình hiểu được mình thì mình sửa là nó tốt nhất. Còn đối với chị thì cái này thì chị nghĩ là bạn cũng khá hiền mà rất là thương em. Kể cả những cái chuyện rất là nghiêm trọng là bằng cả nha mà em dùng tới vũ lực luôn, nhưng mà bạn cũng không nghĩ đó là một cái tật xấu. Tình cảm của Kenny dành cho em rất là lớn, cho nên là mình hiểu mình, gia trưởng mình hiểu mình khó tính, mình hiểu mình nóng tính, tự mình điều tiết mình là tốt nhất nếu mình thật sự thương người ta. Ok, cảm ơn hai bạn đã đến chia sẻ câu chuyện của mình với Love Win.